trong bóng tối đáng sợ bao trùm thời kỳ chiến tranh lạnh. Không chỉ là cuộc chạy đua về hạt nhân, một loại vũ khí mới xuất hiện với sức mạnh không thể tưởng tượng. Biểu trưng cho sự khủng khiếp, tàn bạo trong cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Vũ khí địa chấn, cái tên chưa từng được công bố. Như những cỗ máy hủy diệt, chúng mang theo vô vàn đợt sóng động khủng khiếp dưới lòng đất, làm rung chuyển cả hành tinh, tạo ra những biến đổi không thể lường trước được cho địa chất lẫn môi trường sống của con người. Và câu chuyện bắt đầu từ phát hiện của các nhà khoa học Liên Xô. Núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Khi ánh mặt trời ban mai chiếu xuyên qua lớp mây nhẹ, núi Phú Sĩ hiện lên như một tượng đài thiêng liêng, tượng trưng cho sự vững chắc cùng ý chí hiên ngang của người dân xứ sở Hoa Anh Đào. Nơi đây không chỉ đóng vai trò như biểu tượng thiên nhiên hùng vĩ, mà còn mang trong mình ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với mỗi người dân Nhật. Là chốn linh thiêng kết nối con người với thế giới tâm linh và tự nhiên. Những câu chuyện truyền tai nhau về truyền thuyết hình thành ngọn núi, các ngôi chùa nằm ẩn trong làn sương mờ mỗi sớm, tất cả đều là mảng sáng trong bức tranh tôn giáo cũng như văn hóa xuyên suốt ngàn năm lịch sử hình thành xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên, ngọn núi này trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng chính là nơi các nhà khoa học Liên Xô từng kiến nghị lên bộ thống soái tối cao nhằm tiến hành ném bom với sức công phá cực lớn, tạo ra một trận động đất lớn trên toàn bộ lãnh thổ nước Nhật để đánh gục hoàn toàn tinh thần các chiến binh samurai, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Rất may, kế hoạch này đã không được bộ thống soái tối cao của Liên Xô phê chuẩn. Nếu không, thế giới sẽ phải gánh chịu một thảm kịch còn khủng khiếp hơn thảm họa diễn ra tại Nagasaki và Hiroshima mà Mỹ đã thực hiện. Cần phải nhấn mạnh rằng, vụ nổ mà hai quả bom nguyên tử Hoa Kỳ thả xuống Nhật Bản gây ra tổn thất không thể đong đếm về người cũng như cơ sở vật chất. Hàng ngàn người thiệt mạng ngay sau vụ nổ, hàng chục ngàn người khác đã bị thương cùng di chứng bởi các tác động sau vụ nổ như tia nhiệt, tác động từ áp suất và phóng xạ. Không chỉ vậy, những người sống sót sau vụ nổ hạt nhân ấy đã phải đối mặt với những hậu quả tinh thần, khủng hoảng tâm lý, bao gồm stress, sợ hãi, ám ảnh và vết thương tâm lý suốt cuộc đời. Bên cạnh đó, tác động từ phóng xạ hạt nhân tới môi trường đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm cả việc ô nhiễm nguồn nước, đất đai lẫn độc thực vật trong vùng, gây ra những hậu quả mà hàng chục năm sau vẫn chưa thể khắc phục. Những hậu quả khủng khiếp như thế đã chứng minh sức mạnh của bom nguyên tử nói riêng hay vũ khí hạt nhân nói chung. Hiểu được nguồn sức mạnh đó, người Liên Xô muốn ứng dụng nó để nâng tầm sức công phá cho loại vũ khí hủy diệt này bằng cách đưa nó xuống lòng đất theo đúng nghĩa đen. Sau khi chiến tranh kết thúc, đến những năm 60 của thế kỷ trước, khi tiến hành các cuộc thí nghiệm hiệu ứng nổ hạt nhân dưới lòng đất, các nhà khoa học Liên Xô mới chợt phát hiện ra rằng một vài ngày sau vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất sẽ xảy ra một trận động đất dữ dội tại những nơi cách vị trí thí nghiệm hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn km. Thông qua phân tích dữ liệu của hầu hết các cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học đã chứng minh được những cơn địa chấn này không hề tới từ tự nhiên mà có liên quan trực tiếp đến vụ nổ hạt nhân mà họ thực nghiệm. Phát hiện khi đó đã làm chấn động giới chính trị và quân sự của xứ sở Bạch Dương. Vì ông Quân nhanh chóng ý thức rằng nếu tận dụng tối đa ưu điểm này thì sóng xung kích hạt nhân dưới lòng đất có thể sẽ phát triển thành một loại vũ khí cực kỳ lợi hại, thậm chí vượt xa cả bom nguyên tử. Cụ thể, nếu bí mật tiến hành một vụ nổ hạt nhân tại vị trí thích hợp nằm trên lãnh thổ Liên Xô hay tại khu vực do Liên Xô kiểm soát, nó có thể tạo ra được một trận địa chấn có sức phá hoại ghê gớm cho nước đối phương hay khu vực mà phía kẻ thù đang kiểm soát với phạm vi lên đến hàng ngàn km. Khi đó thì đối phương sẽ hoàn toàn bị bất ngờ và không thể phát hiện được sự việc. Theo các đánh giá thì rõ ràng đây là một loại vũ khí chiến lược có sức hủy diệt vô cùng lớn, có thể làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế, quốc phòng bên phía đối phương. Điều quan trọng nhất là sau khi sự việc xảy ra, phía bên kia chiến tuyến sẽ vẫn nhầm tưởng do thiên tai gây ra mà không hề nghi ngờ về một cuộc tấn công có chủ đích.
Tóm lại, chúng ta có thể hiểu đơn giản, vũ khí địa chấn sở hữu khả năng tạo ra những đợt sóng động khổng lồ, xung kích lớn trong lòng đất. Những đợt sóng này có thể lan tỏa hàng trăm dặm và gây ra sự biến dạng nghiêm trọng về địa chất, môi trường xung quanh. Qua đó, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương, chẳng hạn như cầu đường, nhà cửa và cơ sở quân sự, tới mức không thể khắc phục, trong khi phía bên kia chiến tuyến không hề có sự chuẩn bị hay nghi ngờ gì. Ngoài ra thì vũ khí địa chấn còn có khả năng tạo ra các trận động đất nhân tạo hay núi lửa nhân tạo. Những vụ nổ mạnh có thể tạo ra áp lực đủ lớn để kích thích hoạt động núi lửa trong các vùng núi lửa tiềm năng đang ngủ yên. Điều này có thể dẫn đến các dòng dung nham, tro bụi và khói bốc lên từ lòng đất, gây ra những tác động dài hạn và không thể lường trước được đối với khí hậu hay nguồn nước. Cho đến cuộc chiến hạt nhân dưới đáy Thái Bình Dương. Mặt trời dần lặn sau những dãy sóng êm đềm, biển Thái Bình Dương bắt đầu hiện lên một vẻ đẹp hùng vĩ thần bí. Vùng biển này, với diện tích rộng lớn và bao la, mang trong mình nhiều câu chuyện về sự sống, sự biến đổi, kết nối giữa những vùng đất xa xôi trải dài từ châu Á đến châu Mỹ. Với hàng ngàn hòn đảo lẫn quần đảo đan xen nhau, Thái Bình Dương là một hội tụ của những hệ sinh thái độc đáo. Từ rừng nhiệt đới dày đặc ẩn chứa những loài động thực vật quý hiếm, cho đến những dạng san hô tuyệt đẹp, biến khu vực này thực sự như một thiên đường về đa dạng sinh học. Tuy nhiên, biển Thái Bình Dương không chỉ đẹp về thiên nhiên, mà còn chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, nơi đã chứng kiến biết bao trận chiến khốc liệt của nhân loại, như hàng loạt cuộc đụng độ giữa Hoa Kỳ với quân đội đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cũng chính tại đây, Liên Xô đã thực hiện thử nghiệm vũ khí địa chấn, để con tinh thần đầy tham vọng nhằm đánh giá tính khả thi trước khi có ý định thực hiện một đòn tấn công vào nước Mỹ. Cụ thể, năm 1961, quân đội Liên Xô thử nghiệm thành công quả bom nhiệt hạch đầu tiên với sức công phá tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT tại khu vực Bắc Cực. Không lâu sau vụ thử nghiệm đó, các đặc vụ của Liên Xô đã tình cờ thu được một tập tài liệu thông tin công nghệ quân sự bên phía Mỹ, sau đó trình lên những người đứng đầu Điện Kremlin. Trong tập tài liệu mà Hồng quân thu thập được, có một bản báo cáo vô cùng quan trọng về việc chiếc tàu ngầm thuộc biên chế Hải quân xứ sở Cờ Hòa đã gặp phải sóng xung kích cực lớn từ vụ thử hạt nhân mà Hồng quân thực hiện. Trong báo cáo đó, Hoa Kỳ cho biết vụ nổ lớn đã khiến cho chiếc tàu ngầm của họ gặp phải một sự cố nghiêm trọng tương đương vụ tấn công mang tính hủy diệt. Sự kiện này khiến cho quân đội cũng như người đứng đầu Lầu Năm Góc vô cùng hoảng hốt. Họ lo sợ rằng xứ sở Bạch Dương sẽ tiến hành một vụ nổ hạt nhân tại khu vực gần bờ biển nước Mỹ. Từ đó sẽ gây ra một trận sóng thần tại khu vực duyên hải nước này và tiến đến sẽ nhấn chìm tất cả các khu vực thuộc lục địa Bắc Mỹ. Còn phía bên kia chiến tuyến, dưới sự chỉ đạo của Viện sĩ Viện Khoa học Công nghệ Liên Xô, Andrei Sakharov, rất nhiều nhà khoa học hàng đầu Liên Xô đã được huy động vào kế hoạch nghiên cứu mang tên Vũ khí cấu tạo mặt đất, tức vũ khí địa chấn. Chủ trương của Sakharov là nếu như giữa Liên Xô và Mỹ xảy ra chiến tranh, xứ sở Bạch Dương cần phải thực hiện một vụ nổ bom nhiệt hạch dưới đáy biển tại khu vực gần bờ biển Hoa Kỳ, ngay trong giai đoạn đầu tiên nhằm áp đảo hoàn toàn ưu thế, cũng như không cho xứ sở Cờ Hòa bất cứ một cơ hội nào để chống trả. Thế nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng, người Xô Viết thất vọng khi nhận ra rằng vùng thềm lục địa mà Hoa Kỳ sở hữu lại quá dài, còn độ sâu thì không đủ để thực hiện sử dụng vũ khí địa chấn, nên khả năng tấn công dưới đáy biển tại khu vực này rất khó trở thành hiện thực, nên kế hoạch trên đã bị tạm ngừng một thời gian. Thế nhưng, những kế hoạch nghiên cứu liên quan đến vũ khí địa chấn của Liên Xô vẫn được tiếp tục triển khai. Lần này, địa điểm thực hiện được chuyển xuống đáy đại dương lớn nhất hành tinh. Đến những năm 70, các cơ quan tình báo Liên Xô nhận được một thông tin cho biết Mỹ đang tiến hành thăm dò địa chất dưới đáy Thái Bình Dương. Khả năng họ sẽ mượn cớ để phát động một cuộc chiến tranh vật lý hạt nhân toàn cầu. Để ngăn chặn khả năng Hoa Kỳ ra tay trước, các nhà lãnh đạo Liên Xô ngay lập tức ra lệnh cho KGB tiến hành bố trí hai quả bom hạt nhân dưới đáy Thái Bình Dương. Nếu thấy xứ sở Hoa Kỳ có bất kỳ động thái gây chiến tranh nào, họ sẽ cho nổ hai quả bom này nhằm tạo ra một trận sóng thần khủng khiếp nhấn chìm vùng duyên hải bang California ngay lập tức.
Những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này là đặc vụ thuộc Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Xô Viết, được tuyển chọn hết sức khắt khe và bí mật. Đầu tiên, họ tiến hành thăm dò các vết nứt địa tầng dưới đáy biển bằng tàu ngầm mini, qua đó thu được những số liệu vô cùng quý giá, rồi đánh giá tính khả thi cho việc sử dụng vũ khí địa chấn, đồng thời phục vụ công tác thăm dò khoáng sản. Những phát hiện cùng nghiên cứu này không chỉ phục vụ cho mục đích phát triển vũ khí quân sự, mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển ngành nghiên cứu khoa học về đại dương, đo đạc, dự đoán khí tượng. Cũng chính vì vậy mà sau này nó đã nhận được huân chương sao vàng anh hùng Liên Xô. Nhưng đến nay tên tuổi của họ vẫn là một bí mật không bao giờ công bố. Giai đoạn nghiên cứu phát triển tiếp theo mà các kỹ sư xứ sở Bạch Dương thực hiện nằm trong kế hoạch Melbourne Cumaris 18, bắt đầu từ năm 1979, dẫn đầu bởi nhà khoa học Ikra Kerimov cùng một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Azerbaijan. Căn cứ theo một tài liệu của Bộ Quốc phòng Liên Xô cho biết, tổng cộng đã có 22 đơn vị nghiên cứu cùng kết hợp tham gia kế hoạch quân sự mang tên Melbourne Cumaris 18 này. Nhóm nghiên cứu dưới sự dẫn dắt bởi Kerimov đã lấy Baku làm trung tâm nghiên cứu, sau đó thành lập nên ở đây một cơ quan chuyên trách với nhiệm vụ chính nhằm nghiên cứu những biến đổi trong lòng đất do các vụ nổ hạt nhân gây ra, và họ đã thu được những thành công nhất định. Theo kết luận nghiên cứu, thì năng lượng dưới lòng đất được sinh ra từ vụ nổ bom hạt nhân có thể được tích tụ lại tại một vị trí cách xa địa điểm xảy ra vụ nổ, đồng thời nguồn năng lượng này là vô cùng lớn. Nếu như sau đó là phải tiếp tục một vụ nổ định hướng, thì có thể giải phóng toàn bộ nguồn năng lượng khổng lồ này trên. Không chỉ phục vụ mục đích quân sự, mà căn cứ vào kết quả nghiên cứu đó, nhóm nghiên cứu của Kerimov còn nắm bắt thành công về kỹ thuật dự báo động đất. Theo những số liệu được đưa ra sau khi Liên Xô tiến hành hàng loạt thí nghiệm liên quan cho thấy, một quả bom hạt nhân với sức công phá lên đến 10.000 tấn thuốc nổ TNT đã được tiến hành nổ thử nghiệm tại một khu vực dưới đáy biển bí mật và gây ra một cơn địa chấn với sức phá hoại lên đến 5,3 độ Richter. Hay một quả bom khác với sức công phá lên đến 100.000 tấn thuốc nổ TNT cũng đã được tiến hành nổ thử, nhưng đó chỉ gây ra một trận địa chấn với sức phá hoại đạt ngưỡng 6,1 độ Richter. Thậm chí nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Nicholas thuộc phòng nghiên cứu địa chất Kerimov còn quả quyết rằng nguyên nhân gây ra hai vụ động đất lớn tại Armenia, miền Trung Caucasus, một dãy núi lớn ở tây nam nước Nga năm 1988, là do một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất diễn ra 2 ngày trước và cách đó hơn 3.200 km gây ra, chứ không phải là động đất tự nhiên. Mặc dù đã có những tiến triển nhất định, nhưng dự án nghiên cứu phát triển vũ khí địa chấn chưa thực sự chứng minh được tầm quan trọng cũng như tính khả thi trong thực tiễn, đồng thời vấp phải vô vàn khó khăn trong quá trình triển khai. Cho tới gần 10 năm sau, tháng 11 năm 1987, Trung ương Đảng Cộng sản và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã phải ký quyết định đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, khai thác vũ khí cấu tạo mặt đất với mật danh Sao Thủy. Mục đích của kế hoạch này là gia tăng tốc độ, nguồn lực cho việc nghiên cứu, chế tạo vũ khí địa chấn thử nghiệm ở mức phá hủy lên các mục tiêu chiến lược bên phía đối phương. Nội dung trong kế hoạch bao gồm xác định tham số chủ yếu trong các dự báo địa chấn, từ đó gia tăng hiệu quả khi sử dụng vũ khí lên mức tối đa, giảm thiểu mọi sai lệch khi tác chiến. Ngoài ra còn có nghiên cứu chiến thuật và tài liệu công nghệ lắp đặt các trang thiết bị dự báo trên các phương tiện hàng không, tìm ra phương pháp tận dụng những trận động đất nhỏ đối với việc kích hoạt thêm hàng loạt cơn địa chấn khác, cách xử lý cũng như khả năng tận dụng nguồn năng lượng địa chấn được tạo ra sau vụ nổ hạt nhân. Để đảm bảo cho công việc của nhóm nghiên cứu Kerimov được tiến hành thuận lợi, Bộ Quốc phòng Liên Xô đã thành lập ra một nhóm chuyên trách trợ giúp, đứng đầu là nhà khoa học địa chấn Bokhalov. Năm 1988, nhóm do Kerimov dẫn dắt đã tiến hành lần thử nghiệm đầu tiên tại khu vực cách thành phố Batkin, nước Cộng hòa Kyrgyz 50 km về phía đông. Việc nghiên cứu chế tạo vũ khí địa chấn của Liên Xô đã thu được những thành công đáng kinh ngạc. Kerimov từng tự tin nói, nếu muốn, nhóm của chúng tôi có thể tạo ra được một trận động đất tại những nơi có khả năng xảy ra những cơn địa chấn nhỏ. Thậm chí chúng tôi có thể tạo ra được những trận động đất bất ngờ tại bất kỳ nơi nào không có khả năng xảy ra trận động đất. Thời điểm đó, dưới sự lãnh đạo từ Joseph Stalin hay sau này là Nikita Khrushchev, Liên Xô đã trải qua những giai đoạn phát triển quan trọng trong lịch sử. Từ cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 cho đến thời kỳ chiến tranh lạnh cùng cuộc chạy đua vũ trang thế kỷ với Hoa Kỳ. Những năm tháng này đã chứng kiến một nền kinh tế quốc gia công nghiệp hóa vượt trội cùng những thành tựu vượt bậc
như vũ khí hạt nhân hay thám hiểm không gian. Tuy nhiên, chính sự kéo dài của chiến tranh lạnh cũng như phải gồng mình giúp đỡ những người anh em xã hội chủ nghĩa khiến tình hình tài chính kinh tế cũng như chính trị mà Liên Xô đang nắm giữ ngày càng trở nên mất ổn định. Đời sống nhân dân ngày càng trở nên khó khăn. Sự thất vọng trong giới lao động làm cho những vết nứt của bức tường Liên Xô bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Ngoài việc phải dồn lực hỗ trợ nhiều nước anh em cũng như phải gồng mình chạy đua với các khổng lồ khó chịu phía bên kia đại dương, nhiều chuyên gia đã nhận định rằng sự sụp đổ là tất yếu khi hàng loạt những vấn đề về kinh tế lẫn chính trị xuất hiện. Nợ nước ngoài gia tăng tới mức báo động, sản xuất bị đình trệ, cùng những ganh đua cạnh tranh ngầm trong nội bộ chính trị khiến bộ máy điều hành xứ sở Bạch Dương chỉ nên lung lay hơn bao giờ hết. Cho tới những năm cuối của thập kỷ 1980, Xô Viết dần bị hụt hơi trong việc chạy đua với phương Tây. Hàng loạt biểu tình xảy ra và điều gì đến cũng phải đến. Năm 1991, Liên bang Xô Viết chính thức tan rã, mở ra một trang mới trong lịch sử thế giới cũng như ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Có thể nói, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết đánh dấu bước ngoặt chính trị, kinh tế quan trọng trong thế kỷ 20. Tận dụng điều này, Hoa Kỳ đã dốc sức phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật quân sự để vươn lên trở thành siêu cường số một hành tinh. Còn xứ sở Bạch Dương thời kỳ hậu Xô Viết rơi vào trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng suốt hàng thập kỷ cho tới khi Putin lên nắm quyền. Cùng với sự sụp đổ của Liên Xô, hàng loạt dự án quân sự bao gồm cả vũ khí địa chấn giờ đây không còn đủ nguồn kinh phí khổng lồ để duy trì nữa. Chương trình mà nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Kerimov ấp ủ đã mãi không bao giờ có thể được đáp ứng. Tất cả chương trình nghiên cứu liên quan đến kế hoạch chế tạo loại vũ khí này đều bị ngừng lại vô thời hạn. Vậy là chuyến hành trình của chúng ta đã đi đến hồi kết. Rõ ràng, cho tới nay, vũ khí địa chấn vẫn được coi như là một ẩn số. Gần như không có thông tin công khai nào về các dự án liên quan ở cả phía Nga lẫn Mỹ. Thời điểm hiện tại, chưa rõ chính phủ Nga đã tái khởi động dự án này hay chưa. Nhưng nếu như được nghiên cứu thành công, đây thực sự là một vũ khí có tầm ảnh hưởng thay đổi toàn bộ cái nhìn của nhân loại về vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thì nó cũng đòi hỏi các quốc gia phải đầu tư một nguồn lực cực lớn về cả nguyên, nhiên, vật liệu, cũng như công nhân, kỹ sư, nhân viên, đến các hệ thống cơ sở hạ tầng khổng lồ được liên kết hết sức khoa học. Đó là còn chưa tính đến các chi phí nghiên cứu, thử nghiệm kèm theo, điều mà chắc chỉ có những siêu cường hàng đầu thế giới mới đủ sức thực hiện. Vậy theo bạn, vũ khí địa chấn có thực sự xứng đáng là vũ khí nguy hiểm nhất trên hành tinh? Và các bạn có cảm thấy hài lòng với chuyến đi khám phá loại vũ khí bí mật và kỳ lạ này ngày hôm nay hay không? Hãy cho chúng tôi biết. Và đừng quên, nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào về nội dung, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, thay mặt cả ekip kiến thức quân sự, chúc các bạn có một ngày tốt lành.